Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Chương 1030 vẫn còn vài ngày nữa mới chính thức phát hành, nhưng một số nội dung tiết lộ của chương 1030 sắp tới đã được công bố vào sáng thứ tư hôm nay, và bây giờ thì mình đã có thêm những thông tin cực kỳ hot về chương này. Nói về tình hình One Piece gần đây thì cực kỳ gay cấn, các diễn biến đều được bẻ lái liên tục, chủ yếu là vì trận chiến ở trong manga đã bước vào giai đoạn cuối. Chúng ta thấy gần đây nhất là trong trận chiến của Queen và Sanji, hé lộ một cái nhìn thoáng qua về những bí ẩn đang xảy ra với cơ thể của Sanji. Mặc dù sự thật vẫn chưa được rõ ràng, nhưng theo lời của Queen, Vinsmoke Judge là người đã đứng sau thứ sức mạnh mà Sanji đang sở hữu. Ông ta đã nâng cấp bộ đồ của Sanji theo cách mà cơ thể Sanji sẽ tự động sửa đổi sau khi sử dụng nó. Đó là lý do tại sao Sanji từ chối mặc bộ đồ đột kích của mình và quyết định chạy khỏi trận chiến để có thể suy nghĩ về sự thay đổi đột ngột trong cơ thể. Ở bên phía lâu đài, chúng ta thấy một cuộc chiến tuyệt vời giữa Killer và Hawkins. Kế hoạch của Killer cắt cánh tay trái của Hawkins là một kế hoạch tuyệt vời. Thông qua đó, anh ta có thể đánh bại Hawkins và cứu Kid. Tuy nhiên, trong câu chuyện cuối cùng, chúng ta chứng kiến ý nghĩa ẩn giấu trong lá bài của Hawkins, đó là lá bài The Tower. Nó có ý nghĩa là sự sụp đổ của chế độ cũ, mở ra một con đường mới. Vậy có phải ý nghĩa của lá bài này là Luffy, Kid và Law sẽ chiến thắng và lật đổ được Kaido và Big Mom không? Hiện giờ thì chúng ta không biết lá bài đó có ứng nghiệm không, bởi vì thức tỉnh sức mạnh trá quỷ là rất khó và hiếm gặp, nhưng trong chap này, một cặp hai người, Kid và Law, đều đã thức tỉnh được sức mạnh của trá quỷ trong trận chiến với Big Mom. Liệu bà già Tứ Hoàng có gặp khó khăn trước hai tên nhóc siêu tư tinh mới nổi này không? Hãy cùng xem tiếp tục spoiler phần 2 của chap 1030 trong video này nhé! Bản cập nhật đầu tiên thông tin nhanh từ Redon từ diễn đàn Along Park và mình đã cung cấp cho chúng ta từ buổi sáng. Chap 1030 có tiêu đề Âm vang của sự vô thường vạn vật. Apo và X-Drake thảo luận về việc thành lập một liên minh, cả hai đang ở cùng những tên number số 1, 2 và 3. Orochi ra lệnh cho Kanjiro kết thúc mọi thứ trong lâu đài. Kanjiro tạo ra một con quỷ lửa khổng lồ. Law và Kid đánh thức trá quỷ của họ, nhưng họ chỉ có thể sử dụng chúng như phương án cuối cùng. Law có thể tấn công Big Mom từ bên trong cơ thể, và Kid có thể biến Big Mom thành một nam châm khổng lồ. Sau khi chúng ta có thông tin nhanh buổi sáng, thì bây giờ mình đã có thêm bản cập nhật thứ hai của Redon về One Piece chap 1030. Apo và X-Drake nói chuyện về một bí mật, có vẻ như Apo thực sự đã rời khỏi băng bách thú. Cả hai đang bàn bạc về việc có vẻ như họ muốn tạo ra một liên minh giữa hai người, vì cả hai bây giờ không còn thuộc về băng hải tặc bách thú nữa. Number 1, 2 và 3 cũng xuất hiện trong chương này. Trở lại với khu vực bên trong tòa lâu đài đang bị bốc cháy, nửa thân dưới của Kinemon được nhìn thấy là đang chạy xuống cầu thang nối tầng 1 với tầng 2. Có vẻ như Kaido đã cắt đôi anh ta, nhưng Kinemon vẫn còn sống sót vì có vẻ như vết cắt mà Law đã làm ở Pangasat không dính tốt, và đây là cơ hội sống sót cho Kinemon. Vì không có tai nên phần thân dưới không nghe thấy gì cả. Có vẻ như Kanjiro đã tạo ra một con yêu quái lửa bằng hơi thở cuối cùng của mình. Nó là một con quỷ có thể đốt cháy mọi thứ trên đường đi và có thể đi xuyên qua bức tường. Mục tiêu của Orochi là đưa con quỷ lửa đến được chỗ có kho vũ khí và kích hoạt chúng lên để mọi thứ phát nổ. Orochi vẫn sẽ ổn nhờ trốn vào chỗ nào đó an toàn trong lâu đài. Kid đã hỏi Law đã thức tỉnh cái đó chưa, và Law nói là rồi. Cả hai ngầm xác nhận mình đã thức tỉnh trá quỷ từ lâu, nhưng chúng không dễ sử dụng bởi vì tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Law tấn công Big Mom bằng hai kỹ thuật mới, đầu tiên có tên là Chrome và thứ hai có tên là Anesthesia. Có vẻ như với Chrome, Law có thể tấn công ở bên trong cơ thể của Big Mom. Big Mom đang nôn ra máu từ những vết thương bên trong cơ thể phát ra. Kid sử dụng một đòn tấn công mới có tên là Simon. Đòn tấn công này giúp Kid hút toàn bộ các vũ khí và kim loại xung quanh mình và đâm chúng vào Big Mom, vì Kid biến Big Mom thành một nam châm khổng lồ. Tin vui là tuần sau vẫn có chương mới. Mọi người vừa xem xong những thông tin mới nhất về chap 1030, nhưng thông tin này cho thấy hai thành viên quan trọng của Liên minh Mũ Rơm đã thức tỉnh được sức mạnh mới, báo hiệu rằng khả năng chiến thắng của họ trước Tứ Hoàng đã được tăng cao. Đây chỉ là bản spoiler ngắn, nên chúng ta hãy cùng chờ những thông tin mới nhất về chap này và mình sẽ cập nhật sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau.